Dạ mến chào quý bà con, rất vui được gặp lại quý bà con vào bản tin tối ngày 31 tháng 10 năm 2021. Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính như sau. Trong ngày 31 tháng 10, Vĩnh Long ghi nhận 36 trường hợp nhiễm Covid-19. Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 phường 4 thành phố Vĩnh Long. Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 phường 1 thành phố Vĩnh Long. Kịp thời cứu một phụ nữ quê Vĩnh Long định nhảy cầu tự tử. Trước tiên là bản tin dịch Covid-19 ngày 31 tháng 10 năm 2021. Từ 7 giờ sáng, ghi nhận 20 trường hợp nghi nhiễm mới. Trong đó có 15 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khóm 4, phường 9, thành phố Vĩnh Long. 2 trường hợp đến khám và sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có địa chỉ tại ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ. 1 trường hợp ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ, 1 trường hợp. Và 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại Trung tâm Y tế, huyện Long Hồ, có địa chỉ tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. 2 trường hợp đến khám và sàng lọc tại Phòng khám Đa khoa Ánh Thủy, có địa chỉ tại khóm 1, phường 4, thành phố Vĩnh Long. 1 trường hợp và ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, 1 trường hợp. Tính đến 18 giờ ghi nhận thêm 16 trường hợp nghi nhiễm mới. Trong đó có 4 trường hợp qua khám và sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, có địa chỉ tại ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, 3 trường hợp. Ấp Thuận Thành, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, 1 trường hợp. 5 trường hợp là F1 được cách ly trước đó tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long. 2 trường hợp qua khám và sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có địa chỉ tại khóm 4, phường 3, thành phố Vĩnh Long, 1 trường hợp. Ấp Phú Thọ, xã Nhân Phú, huyện Mang Thít, 1 trường hợp. 3 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại số 46 khóm Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Vĩnh Long. 1 trường hợp là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Neobat đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại Phòng khám Đa khoa Mecomet, có địa chỉ tại đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Cộng dồn trong ngày, Vĩnh Long ghi nhận 36 trường hợp nghi nhiễm mới nha quý bà con. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Long ghi nhận 2.731 ca đã công bố, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 36 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố và cấp mã số. Có 1.724 người đang cách ly tập trung là F1, 2.875 người cách ly tại nhà F2 và 1.037 trường hợp theo dõi sau cách ly đã điều trị khỏi cho 2.449 ca bệnh. Trong ngày có 13 bệnh nhân khỏi bệnh và trong ngày có 1 ca đã tử vong. Tổng cộng Vĩnh Long có 46 ca đã tử vong, trong đó có 4 ca là người ngoài tỉnh. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, trong ngày đã tiêm vaccine cho 10.943 người. Tổng cộng đến thời điểm hiện tại đã tiêm cho 929.940 người. Trong đó, mũi 1 có 737.574 người, mũi 2 có 192.366 người. Tiếp theo là thông báo khẩn số 06 ngày 30 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường 4 thành phố Vĩnh Long. Thông báo khẩn tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ mắc COVID-19, cụ thể những người đã từng đến quán cà phê TikTok địa chỉ 249/4/2 đường Phạm Thái Bường, khóm 4, phường 4, thành phố Vĩnh Long, cửa hàng vật tư y tế Việt Phúc, địa chỉ số 239 đường Phạm Thái Bường, khóm 4, phường 4, thành phố Vĩnh Long, phòng khám Nhân Tâm, địa chỉ số 64/17 đường Trần Phú, khóm 5, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021, tiệm cầm đồ Kỳ Duyên, địa chỉ số 60/1A đường Trần Phú, khóm 1, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Điểm bán gà vịt ông Vũ, địa chỉ 61/4 đường Trần Phú, khóm 5, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021,
Đề nghị đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Số điện thoại trạm y tế phường 4 là 02703 825 620. Tiếp theo là thông báo khẩn số 09 của phường Cái Vồn ngày 31 tháng 10 năm 2021. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thông báo khẩn tìm người đến địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 trong khoảng thời gian và địa điểm như sau: khoảng 16 giờ chiều đến 20 giờ tối ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021. Những ai đã từng đến quán cháo lòng của chị Trang, địa điểm là phía trước điểm phân hiệu trường mầm non Hoa Hồng, trường mẫu giáo Hoa Đào Cũ, tổ 38 khóm 1 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Cái Vồn đề nghị những người từng đến địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 nêu trên liên hệ với trạm y tế nơi cư trú hoặc trạm y tế phường Cái Vồn. Số điện thoại 0834 504 413 để được hướng dẫn khai báo y tế theo quy định. Lưu ý, để tránh tập trung đông người, đề nghị người dân ở tại nhà không ra ngoài và liên hệ qua số điện thoại trên để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Mọi hành vi tránh khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật theo khoản 3 điều 7 nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường Cái Vồn thông báo. Tiếp đến là thông báo khẩn số 07 ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 1 thành phố Vĩnh Long. Thông báo khẩn số 07 tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ mắc COVID-19 cụ thể. Những người đã từng đến quán hủ tiếu chui, địa chỉ số 46 đường Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Vĩnh Long, từ 6 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2021, thứ Tư, đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2021 là ngày thứ Bảy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 1, thành phố Vĩnh Long đề nghị những người có mặt tại quán hủ tiếu chui đến ngay trạm y tế địa phương để khai báo y tế theo đúng quy định. Số điện thoại trạm y tế phường 1 là 02703 822 852. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 1 thành phố Vĩnh Long thông báo. Tiếp theo là thông tin kịp thời cứu một phụ nữ quê Vĩnh Long định nhảy cầu tự tử. Tối ngày 30 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng vừa phối hợp với lực lượng cứu một phụ nữ có ý định nhảy cầu Cần Thơ tự tử. Khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận thông báo của bảo vệ cầu Cần Thơ, có một phụ nữ đang ngồi ở phía ngoài lan can cầu Cần Thơ với ý định nhảy cầu tự tử. Công an phường Hưng Phú đã phối hợp nhanh với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Cần Thơ, phòng cảnh sát cơ động, trạm cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ có mặt tại hiện trường để tìm cách giải cứu. Sau hơn 2 giờ kiên trì thuyết phục, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, người phụ nữ đồng ý cho lực lượng công an đưa vào khu vực an toàn. Qua làm việc, người phụ nữ khai tên HD, 26 tuổi, ngụ huyện Chèo Ôm, tỉnh Vĩnh Long. Do buồn chuyện tình cảm riêng tư nên đã có ý định lên cầu Cần Thơ để tự tử. May mắn cô được lực lượng công an giải cứu, khuyên nhủ từ bỏ ý định này. Trước đó, ngày 15 tháng 10, Công an phường Hưng Phú đã phối hợp cứu một thanh niên ở quận Ô Môn vì buồn chuyện nhà và tình cảm, ôm con nhỏ định nhảy cầu tự tử. Sau khi được thuyết phục, người này đã về với gia đình. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ một số thông tin chính trong ngày 31 tháng 10 năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long để gửi đến quý bà con. Bản tin của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chào tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con ở bản tin tiếp theo.